Có một đạo hữu có lên thưa hỏi với sư phụ vài câu và cũng có đề nghị là trong hàng tăng ni cũng nên đến để hỏi sư phụ tính cách như là động viên cho những vị mới đến. Thật sự thì con cũng không biết hỏi gì, vì những cái thắc mắc của con nó đơn giản và cũng đã được sư phụ giải tỏa từ lâu. Tuy nhiên thì chúng con cũng nghĩ rằng trong huynh đệ cũng có những vị mới đến 1-2 tuần hoặc là thời gian gần đây, cho nên cũng cần có những cái vị khác hỏi, đôi khi nó trúng những cái điều thắc mắc của vị đó để có lợi ích trong vấn đề học thâm thiền. Con cũng xin đặt câu hỏi. Kính bạch sư phụ, thì theo cái chỗ mà cứu cánh nhất thì như hồi sáng này sư phụ đã nói là khó có thể nào chỉ bài cho một người chưa kiến tánh mà hiểu được cái chỗ cứu cánh, tức là chỗ Phật tánh được. Giống như là con rùa ở dưới giếng, cái hiểu biết có giới hạn. Thì bây giờ con rùa ở ngoài biển muốn nói cái cảnh giới ở ngoài biển cho con rùa ở trong giếng nghe thì cũng rất là khó. Hơn nữa, ngôn ngữ có giới hạn, cái ý thức nhận biết của con người cũng có giới hạn. Cho nên vấn đề này rất là khó nói. Tuy nhiên, cái nhân duyên mà con đến với sư phụ và tin tưởng pháp môn này là trước kia con đến đây cũng mang theo những cái kiến giải, cái định kiến có trước. Và khi đến con tham vấn sư phụ lần đầu tiên thì con nghe sư phụ nói về lý tứ cứu. Từ khi con hiểu được cái lý tứ cứu, tất cả những cái tri giải, cái hiểu biết đều không ra ngoài tứ cứu, thì con nhận thức rằng những cái hiểu của con từ xưa đến nay ở trong thiền, trong đạo đều là sai lầm, đều không đúng. Chẳng những cái hiểu biết ở trong đạo, trong thiền đều sai, mà ngay cả những cái biết từ ấu trĩ ở ngoài thế gian cũng đã sai. Đơn giản nhất như là 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, một điều mà một đứa bé học sinh lớp 1 cũng có thể hiểu. Nhưng con thấy bây giờ những cái điều đó cũng sai. Từ một vi trần, một cái gì rất đơn giản, con thấy rằng tất cả đều sai hết. Từ pháp thế gian cho đến xuất thế gian đều sai. Và khi mà con học được sư phụ thì con hiểu được rằng là tất cả những cái biết của con từ xưa đến giờ là sai thôi. Còn cái chỗ cứu cánh nhất thì cái chỗ đó con không biết được. Cho nên từ đó con đã chọn một cái câu thoại đầu để tham cho đến bây giờ. Thì con bạch sư phụ, sẵn đây sư phụ cũng giảng thêm về cái lý tứ cứu để cho tất cả những hành giả được hiểu cái phạm vi của tứ cứu nó như thế nào, để không rơi vào những cái kiến chấp nữa. Sách kinh á, thì cũng phải có một vị đại dạng đơn cơ á, nha. Cái vị đại dạng đơn cơ đó thì đại dạng cho tất cả người nghe đó, hơn người 1 triệu người đó, nha. Để mà hỏi Phật á, cái người đại dạng đơn cơ không phải là không biết, đã biết rồi, nha. Nhưng mà đại dạng cho tất cả người nghe để hỏi, chứ không phải là cái đại dạng đó không biết, biết rồi đại dạng cho người ta hỏi. Cho nên á, thì cái sáng cái mà đạo hữu đó nói cũng là đúng á, mặc dù mình đã biết nhưng mà cũng có thể đại dạng cho các bạn lòng tham mà hỏi, để cho ta mà hiểu được. Nhưng mà bây giờ á,
Hồi nãy á, thầy á nói cái mà tất cả hiểu biết hồi xưa kia đó, à cho đến bây giờ á, ở ngoài đời á, tất cả đều cho là đúng đó, nói là sai á ha. Nhưng mà sự thật á, cái bằng tự tánh bất nhị á thì không có luôn sai. Cái sai đó là sao? Là chấp thật thì thành sai. Nếu mà không có chấp thật á thì không có sai. Cái đó tôi đã có giảng cái thế lưu bố tưởng và cái chức tưởng đó. Cái thế lưu bố tưởng á thì thế gian nó đã lưu hành phổ biến. Nó đối với thế gian đó nó không có sai. Nhưng mà tại á thêm cái chấp thật vô đó thì thành sai. Nếu mà mình không có chấp thật á thì cái nào cũng y như cũ á, nó không có sai. Thì cũng như cái nhã tứ cú á, cái bằng lìa tứ cú đó, tứ cú á phàm là tương đối đó đều thuộc về tứ cú. Bây giờ á, một tiếng nói nào, một cái chữ nào đó đều là ở trong tứ cú. Tại á đều phải ở trong mà có hay là không có. Bây giờ á cũng như cái tách này. Nói có thì thuộc vào cú thứ nhất. Nó có cái tách á, cho là có cái tách thiệt. Nói là không có thì thuộc vào cú thứ nhì. Tức là nói là cái tách này nó không có thật. Nói á cũng có cũng không có thì thuộc về cú thứ ba. Nói chẳng có chẳng không có thì thuộc về cú thứ tư. Bây giờ nói đúng sai cũng vậy nghe. Bây giờ cho có là đúng thì thuộc về cú thứ nhất, cho có là sai thì thuộc về cú thứ nhì, cho có là cũng đúng cũng sai là thuộc về cú thứ ba, cho có đó là chẳng luôn chẳng sai thì thuộc về cú thứ tư. Thì tất cả bất cứ cái gì cũng vậy. Bây giờ luôn cả nói chữ phạt đi ha. Bây giờ nói có phạt thì là cú thứ nhất, nói không có phạt là cú thứ nhì, nói cũng có phạt cũng không có phạt là cú thứ ba, nói chẳng có phạt chẳng không có phạt là cú thứ tư. Rồi bây giờ nói luôn sai đi ha. Nói có phạt là đúng là cú thứ nhất, nói có phạt là không đúng là cú thứ nhì, nói có phạt là cũng đúng cũng không đúng là cú thứ ba, nói có phạt là chẳng đúng chẳng không đúng là cú thứ tư. Thì phạt cũng còn lọt vào tới cú không là cái khác, phải không? Cho nên á kinh Lăng Già kêu mình là lìa tứ cú tuyệt bát phi á. Sau này quý vị sẽ thấy cái cuốn kinh Lăng Già đó. Nhưng mà làm sao lìa được? Bây giờ á nói ra thì nó là lột vào tứ cú rồi. Có người nói vậy thì nín thinh đừng có nói.
thì không lọt vào tứ cứu. Tôi nói ninh cũng lọt vào tứ cứu nữa. Tại sao vậy? Tại nói là cứu thứ nhất, ninh là cứu thứ nhì. Cũng nói cũng ninh là cứu thứ ba, chẳng nói chẳng ninh là cứu thứ tư. Cho nên á, không nói đó, ninh cũng là lọt vào tứ cứu nữa. Vậy làm sao mà lìa được tứ cứu? Không có thể lìa được tứ cứu. Chỉ có người chân tánh á thì mới lìa được tứ cứu. Tại sao người chân tánh mà lìa được tứ cứu? Tại người chân tánh đó nó vô sở trụ. Cái vô trụ đó là cái biệt danh của Phật tánh đó, biệt danh của tự tánh. Nó nói cũng được, không nói cũng được. Nó nói có cũng được, nói không có cũng được. Nói đúng cũng được, nói sai cũng được. Tại sao mà Bậc Thánh nói thì không lọt vào tứ cứu? Tại Bậc Thánh nó không có chủ, vô sở chủ. Nó nói có nhưng mà không có chủ nói có. Nói không thì không có chủ nói không. Nói đúng cũng không chủ nói đúng. Nói sai cũng không có chủ chỗ sai. Cái không chủ đó tức là không có chắc thật. Cái nói đó là cái thế độ bố tưởng. Cái không có chủ đó tức là không có sanh ra cái trước tưởng. Tại Bậc Thánh đó, nó chỉ có thế độ bố tưởng, không có trước tưởng. Cho nên nó nói đúng cũng được, nói sai cũng được, nói có cũng được, nói không cũng được. Nó không có bị dính mắc. Tại nó không có chủ, nó vô sở chủ. Còn bây giờ á, mình á, nói tới đâu thì chủ tới đó. Nói có thì cho có là thật, nói không thì cho không là thật. Cho nên nói nín cũng chắc cái nín là thật. Thì á, có sở chủ thì nó lột vào tứ cứu. Cái đó chỉ là cách cái mà chấp thật hay là không có chấp thật thôi.